Dạ em xin chào tất cả các bác, các anh chị em, những người đam mê xe đạp, yêu thích bộ môn đạp xe đạp, cũng như những ai đang muốn tìm và mua cho mình một chiếc xe đạp thể dục thể thao ưng ý, phù hợp với bản thân. Quan trọng nhất vẫn là chiếc xe đó còn phải thật sự là chất lượng, phù hợp với túi tiền và kinh tế của mình bỏ ra các bác nhé. Hôm nay em xin phép em lên một chiếc xe đạp thể thao địa hình MTB và cũng thuộc trong dòng nhóm xe hai thụt các bác nhé. Cái dòng xe này ấy, nhiều các bác có thể không hiểu thì em sẽ giải thích qua thôi vì video nó có hạn. Các bác cứ nghĩ là nhìn vào chiếc xe em đang quay đây, các bác nghĩ là cái xe này chỉ có dành cho nhún nhảy với bay nhảy thôi, không hẳn là như vậy các bác nhé. Nó có hai loại khác nhau hoàn toàn. Cái loại mà dành chuyên cho nhún nhảy ấy thì nó thiết kế cái dáng khung và cái kiểu thụt nó khác với cái dòng này. Cái dòng này các bác có thể nhún nhảy vẫn được, và các bác đi vào những cái cung đường đẹp ấy, nội thị, hoặc là những cái cung đường xấu, đường làng hoặc đường huyện, đường xóm, nói chung là đường xấu và đường đẹp các bác đều sử dụng được hết. Con xe này nó kết nó có thể đáp ứng được mọi nhu cầu để cho các bác sử dụng thông thường các bác nhé. Đó, em sẽ nói qua chi tiết cấu hình của chiếc xe trên cái video cho các bác hiểu thêm. Còn trước khi em nói về cấu hình ấy, thì em cũng nói luôn là cái chiếc xe này ấy, là thương hiệu, tên xe và thương hiệu, tên xe là Mosso. Đó, Mosso các bác nhé. Mã của nó là 651 Pro, bản của nó là XC Pro. Đó, em cứ quay rõ đến như vậy để cho các bác biết những cái thông số ở trên khung. Ở trên web, trên hãng đang bán riêng chiếc khung không thôi. Khung không là có nghĩa là nguyên từ cái đoạn chén cổ này xuống đuôi càng sau và kèm cái thụt ở giữa, là ở trên web nhé, trên hãng đang bán giá là hơn 18 triệu. Đó là nguyên về chiếc khung thôi. Các bác có thể lên trên mạng các bác đối chiếu các bác nhé, chứ em không thể đặt ra cái giá mới của hãng được. Đó, và em xin phép đi vào chi tiết cấu hình này. Xe được trang bị cặp phanh Mecho, Mecho các bác nhé. Đây, tên của nó cũng giống như cái hãng ở cái Bera này này. Đó, tiếng Anh em có thể đọc nó không được lưu loát, không được sành sỏi, các bác cũng hết sức thông cảm. Đó, phanh này là thương hiệu của Mỹ. Đó, phanh này nếu mà thông thường trên thị trường ấy, các bác nhìn thấy được một cặp phanh giống như này rất chi là hiếm và khó tìm các bác nhé. Tại vì cặp phanh này nó dùng cho chủ yếu dòng xe hai phuộc. Cái chất lượng và độ an toàn, độ ăn, độ nhạy của cái phanh này rất là cao các bác nhé. Và các bác biết là thậm chí có bác nào đang dùng xe xe đạp địa hình rồi, các bác biết các bác có thể tăng cái phanh này này, tăng cái phanh này bóp nặng hoặc bóp nhẹ ấy, là các bác phải dùng một cái lục giác, là các bác vặn vào có một con ốc ở đoạn tay này hoặc ở chỗ đoạn gần chỗ củ này, các bác tăng ra và giảm, tăng và giảm nhé, để cho nó nặng và nhẹ ở cái tay phanh này đó. Nhưng đặc biệt nhé, cái phanh này của nó ấy, nó đa hệ và đa di năng, đến nỗi là nó đây, cái trên này đây là cái nút nút vặn nhé. Các bác có thể ngồi trên xe các bác vặn được bằng tay, tăng giảm được các bác nhé. Cặp phanh này cực kỳ chất lượng, và có nghĩa là cái hãng nó thiết kế ra cặp phanh này nó rất là tối giản về vấn đề tăng và giảm, tiện luôn, vặn bằng tay luôn chứ không phải là cho lục giác vào. Cặp phanh này rất là đắt, rất hiếm nhìn thấy trên thị trường các bác nhé. Tiếp đến là xe được trang bị tay bấm đề cao cấp thương hiệu của Mỹ, SRAM LX. Đó các bác nhé, SRAM LX Lip 12, bản là bản Evo Lip 12 chứ không phải Lip 11 bản đời mới các bác nhé. Đĩa 1 và Lip 11 cực kỳ chất lượng, nói chung là các bác đi vào những cái chấp luôn, các loại đèo và dốc lên xuống cực kỳ mượt các bác nhé. Tay lái này, tay lái này thì theo em nghĩ là được người chủ cũ người ta nâng cấp thôi, chứ nguyên bản không bao giờ có những cái tay lái nó chất lượng như này các bác nhé. Tay lái bằng nhôm, nhưng cực kỳ nhẹ và cứng. Đây, hãng của nó đây cũng in luôn thẳng trên xe đây, gọi dạng nhiều lốt cô đây T6, tất cả thông số mà sờ lên rất là thích tay luôn, sờ lên nó cứ gợn gợn, nói chung là hàng chất lượng. Và cái post tăng này các bác này, post tăng là bằng carbon, và nhôm kết hợp với nhau nhé. Đây, hãng của nó đây, tiếng Anh thì em đọc nó không lưu loát, các bác cũng hết sức thông cảm nhé. Đây, tên của hãng này, nó dạng nhiều Tosec. Đây, nó in thẳng ở trên cái post tăng này. Đây, carbon, vân carbon hiện rõ này.
Đó, tay phanh bên trái đây các bác này. Đó, tăng giảm hết ở trên tay luôn. Tiếp đến là xe được trang bị chiếc thụt hơi ở phía trước nhé. Thụt hơi cực kỳ chất lượng. Fusion, Fusion, mã của nó là RC32. Đó, Fusion ở bên này là nó có Casu hành trình. Fusion này cũng là thương hiệu của Mỹ các bác nhé. Tất cả những lời nói em nói trên video, các bác cứ lên Google đối chứng nhé các bác nhé, chứ em không thể nói được ra, đặt được ra cái thương hiệu của nó đâu. Đây, Fusion RC32 thương hiệu của Mỹ, và bên này có lắp AIR, bên này là cái lắp đậy che cái van bơm hơi và xì hơi tại cái van bên này các bác nhé. Cái lắp này là có tác dụng là che mưa, tránh bụi bẩn vào đây các bác ạ. Đó, đây, tiếp đến là xe được trang bị chiếc Mayer nhé, cặp cặp trước và cặp sau Mayer Lovatec. Lovatec là có rất nhiều mã, nhưng cái mã mà được trang bị trên chiếc xe này mà đầu D04 này là đầu cũng khá là ngon rồi, khá là cao và chất lượng rồi. Ổ Mayer là bạc đạn này, ti bật bánh tháo mở khóa bằng tay, các bác nhìn cái ổ, cái phanh của nó, các bác đấy ít khi các bác nào được nhìn thấy cái cặp phanh dầu nào nó chất như này. Các bác nhìn từ những cái con ốc mà để nó giữ cái má phanh này, nó đều là bằng ốc lục giác chứ không phải như các xe cái ổ phanh thông thường mà nó có một cái miếng sắt nó đút qua đây để bẻ bẻ cong ra để giữ hãm lại đâu. Đây là ốc vặn các bác nhé. Đấy, vành của nó cũng cấu tạo là vành những nguyên bản theo xe thôi. Đó, nó là bằng nhôm hai lớp, nói chung là vành rất là chất lượng này. Đây, tên vành ở trên đây. Em cứ quay rõ tiếng Anh thì em xin phép, em không dám, em không hiểu đấy, em không dám đọc nhiều. Đọc nhiều các bác cười em rất ngại. Đó, cặp lốp thì là lốp Maxxip nhé, cũng nguyên bản, lốp này là nguyên bản theo xe này. Cặp Maxxip này của nó rất là chất lượng. Đó, cặp Maxxip này còn rất là mới, các bác nhìn này, xe chưa rửa ráy gì đâu. Đây, cổ của nó là chén cổ của nó cũng rất là cao cấp này. Đây, em quay thẳng vào đây cho các bác biết nhé. Và tiếp đến nhé, em quay rất nhiều chiếc xe mà hãng Mosso này rồi, nhưng mà cái dòng MTB thông thường nó chỉ được trang bị cái 7 nhôm 7005 thôi. 7005 nó đã là dòng nhôm cực kỳ cao cấp rồi. Nhưng đây, chiếc này nhá, nó được trang bị 7046 cơ. Aluminium 7046 in thẳng trên xe đây các bác này. Đó, nó in thẳng trên xe nhá. Đấy, rất là chất lượng luôn. Đây, 7046XC. Và tiếp đến là xe được trang bị cái thụt ở giữa này. Đó, thụt ở giữa của nó rất là chất lượng luôn các bác nhá. Nó là cổ Rockshox GT3. Ở giữa nó có những cái thông số hành trình, và đây nó có khóa các bác nhé. Đó, nên tại sao em bảo các bác đi về cung đường đẹp rất là bình thường, là các bác dụ đi về cung đường xấu, các bác mở nó ra nó sẽ nhún. Còn các bác đi cung đường đẹp ấy, các bác gạt nó lại, gạt là nó khóa lại. Đây, gạt nó khóa lại là thụt ở giữa không có tác dụng gì cả, nó chỉ hơi hơi thôi. Các bác đi đường trường rất là đơn giản. Đấy các bác nhé, rất là chất lượng riêng cái thụt này. Tiếp đến là xe được trang bị đùi đĩa cũng nguyên bản nhé, SRAM LX đây, nó như trên tay bấm với củ đề. Xe này được trang bị bộ group full luôn SRAM LX. Bản này là bản Evo, là bản cao cấp hơn cái bản, cũng có em cũng nói qua là SRAM LX nó có hai bản, một bản là 11 lít và một bản là 12 lít. 12 lít đắt hơn 11 lít khá nhiều. Bản này là bản em đang quay là 12 lít nhé. Đây, đùi đĩa SRAM này, bê-đan của nó cũng zin nhá, zin theo hãng của phanh em vừa nói đấy, chạy bạc đạn luôn, rất là chất. Đấy, cái BB bạc đạn cốt rỗng này cũng là của SRAM luôn các bác nhé. Đây, những cái xe hàng nó chất lượng, các bác nhìn những cái con ốc từ khung xe để mà nó răng ở trên khung xe nó cũng đều đóng chữ Mosso hết ở trên này, rất là chất lượng luôn. Những cái xe hàng nó cao cấp, nó chất lượng nhá, dù nhìn như từ những chỗ nhỏ bé thôi nó cũng đã là tinh xảo cực kỳ rồi. Đây ạ, kể cả những cái đuôi răng sau này. Đó, đây củ phanh dầu sau đây. Và bánh sau cũng vậy, cũng là Lovatec như bánh trước luôn. Đó, ổ bánh bạc đạn này, ti bật bánh tháo mở khóa bằng tay. Vành trước, vành sau giống y nhau, cùng một hãng. Lốp cũng mắc ship. Đây, lốp sau còn rất mới các bạn. Đây, tiếp đến là xe được trang bị củ đề SRAM cũng LX luôn. Xe này được full bộ mà. Đấy, líp 12 tầng các bác nhìn này. Đây ạ, líp nó còn rất là chất lượng. Thường thường líp SRAM những cái dòng này là nó có một cái lớp sơn màu đen bên ngoài. Thì các bác biết này, nhìn cái lớp sơn màu đen bên ngoài nó còn tương đối như này, mà các góc cạnh của từng líp một nó còn vuông góc như thế này, các bác biết, rất là chất luôn. Đấy, đùi đĩa bên này đây các bác này, cũng là SRAM NX Newton này. Đó, kể cả đĩa này nhá, đĩa trước cũng zin luôn này. Đấy các bác này,
thông số của nó là SRAM 34T. Đó, nó là 34 cái bánh răng này, nó rất phù hợp cho các cung đường đi. Đấy, tem của hãng trên xe đây, nó bằng tiếng Anh thì em không phép là không đọc được. Đó, và được xe này được người chủ lên cái yên của Twitter, nhưng cái yên này nó rất là chất này. Rất là chất luôn, ngồi rất êm các bác nhá. Đó, xe là size 17. Size 17, bánh 26 inch. Đó, size 17, bánh 26 inch. Chiếc xe này là phù hợp cho người cao từ 1m60 cho đến 1m72 đổ lại, 1m72-70 đổ lại, và 1m60 trở lên đi là đẹp nhất các bác nhé. Đó, còn em nói luôn này, em xin công bố rõ giá trên video. Em bán chiếc xe này với cái giá là 18.500.000, em bao ship toàn quốc. Đó, em nói thật với các bác chân tình luôn, các bác có thể đối chứng chứ em không nói sai nhé. Riêng nguyên cái khung không này, nguyên cái khung không thôi nhá. Đó, ở trên web trên hãng đang bán hơn 18 triệu rồi. Em bán cái giá của cái xe này 18.500.000, đúng bằng tiền cái khung mua mới. Chưa kể bộ group full SRAM RX112, phuộc hơi, vành bánh, tất cả mọi thứ. Thì các bác chỉ cần nghe, người nào am hiểu chỉ cần nghe em nói đến đoạn đấy là người biết ngay là giá em bán nó hợp lý như thế nào rồi các bác nhé. Vâng, em xin phép kết thúc video ở đây. Em cảm ơn kênh các chị đã xem video của em. Ai quý mến em, đăng ký kênh, ủng hộ, tạo động lực cho em để em nhập những con xe thật là chất lượng, và quan trọng nhất vẫn là phù hợp với túi tiền của từng người các bác nhé. Và cuối video em xin phép, bởi vì là đầu video em không có nói, là cái mốt xô này này, thương hiệu khởi nguồn đầu tiên của nó là xuất phát từ châu Âu, nhưng tính đến hiện tại nhé, là thương hiệu thuộc của Đài Loan các bác ạ. Đó, các bác có thể lên trên mạng tìm hiểu tất cả những thứ mà em nói ở trên video này có đúng hay không, rồi các bác hẳn alo điện thoại đến em để hỏi và quan tâm đến chiếc xe này các bác nhé. Em xin phép em chào mọi người ạ.